Tôi muốn thương lượng với anh, mình sẽ làm một cái hợp đồng 3 tháng. Anh sẽ làm ba của con tôi. Còn tôi sẽ không tung cái đoạn video clip đó. Và sau 3 tháng tôi sẽ xóa nó đi. Và giúp anh đính chính mọi scandal trước công chúng, anh thấy như sao? À, tại sao lại là tôi? Tại vì con tôi thích anh, với lại... chỉ vậy thôi. Bây giờ tôi có thể ăn ngon ngủ yên được rồi. Nhức đầu quá luôn. Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và bây giờ anh có thể hủy biên bản bồi thường được rồi chứ? Cậu chưa xong với tôi đâu. Ủa? Trong các điều khoản bồi thường không có điều khoản nào là em phải đóng chung với ba em hết. Em từ chối. Cãi lời tôi, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Anh, em đó. Ây da, trời ơi, trời ơi. Con bé chính là con gái ruột của tôi. Dù cô có hận tôi cỡ nào thì cũng không nên ngăn cấm nó và cha ruột của nó chứ. Ở đâu anh có cái kết quả xét nghiệm ADN này? Đơn giản mà cứng, chỉ cần vài cọng tóc là xong. Nếu như anh đã nói vậy thì tôi sẽ đợi khi bé Nhi lớn lên đủ 18 tuổi. Tôi sẽ cho nó biết cha của nó là ai và để nó nhận anh. Không được, tôi muốn nhận con ngay bây giờ. Bây giờ thì không được, sức khỏe con tôi không cho phép. Cô đừng quên, căn nhà và miếng đất tôi đang ở cùng là sở hữu của hai đứa mình. Tôi có quyền ra tòa kiện cô để lấy một nửa tài sản, cô hiểu chứ? Thì ra là anh về đây là để chia nhà chứ không phải là để đòi con. Anh sẽ không có nhà cũng như không có con. Biến khỏi tầm mắt tôi đi.